Chào quý vị các bạn, nay gặp một gia đình đi dã ngoại ở trên này. Mình đã dùng con Joti của hàng Trung Quốc và hôm nay đặc biệt được gặp ở đây là một con VinFast. Xe rất là thể thao, rất được mọi người ưa chuộng trong thời gian gần đây. Đây là con Lắc SA các bạn nhé. Như vậy là khung vành, không biết là anh gia đình đang lên dã ngoại đây, là không biết là về lốp thông số chắc nó phải tầm 18. Một con xe thương hiệu của Việt Nam các bạn nhé. Đặc biệt ở đây là nó đang là 5 chỗ. 5 chỗ các bạn. Phía sau này, à đúng rồi, phía sau này có hai ghế đấy các bạn. Hai ghế sau. Nó là xe 7 chỗ. Một chiếc Lắc. Riêng về nội thất thì xe gia đình đang sử dụng các bạn nhé. Về đánh giá xe thì mình đứng ngoài đấy thôi. Một chiếc xe của Việt Nam sản xuất. Ghế da. Ghế da rất tuyệt vời. Chiếc xe khá ấn tượng. Lần đầu tiên Phương gặp. Tất cả ở đây là da nhé các bạn. Da này. Hệ thống da hết. Một xe Việt Nam sản xuất VinFast. Cứ để cho chạy thoải mái hả anh? Ở đây thoải mái mà rộng mà. Đây các bạn. Một chiếc xe gia đình đang sử dụng. Bọc da có chữ V của VinFast, tất cả tích hợp trên vô lăng. Đây phanh tay điện tử này, ô tô. Đó. Cần số vẫn là cần số tay, không phải cần số vặn. Trên cửa sổ trời thì không có. Giống như thế là xe của Joti không có sửa sụp trời. Xe số tự động các bạn nhé. Hàng ghế sau là bàn ghế. Dạ. Wow. Đây là xe gia đình đang sử dụng nhá. Tình cờ gặp nhau ở đây. Mình quay một chút về cái dòng xe này. VinFast. Đúng ạ. Đây là xe 7 chỗ các bạn nhé. Đây này. Hạ xuống cái này là để chúng ta đi ra phía sau. Đúng ạ. Vâng, mình xe màu xanh. Vâng. À. Rồi mình xin kết thúc video đây. Rồi, chào quý vị và các bạn nhé. Mình xin kết thúc video ở đây.